Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Auto Express VN. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc Honda CR-V thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới để cùng chia sẻ và trải nghiệm trong khuôn khổ của chương trình của Auto Express VN. Về xuất xứ thì Honda CR-V thế hệ thứ 6 sẽ đến từ Việt Nam và Thái Lan. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm là phiên bản RS HEV hay còn gọi là Hybrid thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có giá 1 tỷ 259 triệu. Trong khi đó ba phiên bản còn lại, phiên bản G, L1 cầu và L2 cầu có giá từ 1 tỷ 109 triệu và đắt nhất là 1 tỷ 310 triệu đối với phiên bản 2 cầu. Cùng điểm qua một chút về phân khúc các đối thủ cạnh tranh của Honda CR-V. Ở phân khúc crossover cỡ C, chúng ta có thể lấy mẫu để so sánh với những chiếc xe khác như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Ford Territory. Về sức mạnh thì CR-V là chiếc xe mạnh nhất. Về giá bán thì CR-V cũng là chiếc xe có giá bán cao nhất trong 4 chiếc xe. Trong khi đó Mazda CX-5 là một chiếc xe đang bán rất chạy, có giá bán gọi là thấp nhất phân khúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trực tiếp vào chiếc xe đến từ Thái Lan, phiên bản RS của Honda HEV. Và sẽ có một số điểm khác biệt dễ nhận biết về ngoại thất của Honda CR-V phiên bản này. Cụ thể là cái phần đầu, ca lăng của xe đây, phần đen mờ cản dưới này, lưới tản nhiệt, logo màu xanh thể hiện gọi là phiên bản động cơ hybrid thân thiện môi trường, logo RS. Và bên hông thì có một cái la răng tối màu, sẫm, thì rất là thể thao, lắp vành 18 inch và lốp sport. Có lẽ do đây là phiên bản RS nên nhà sản xuất họ lắp lốp thể thao, lốp sport của Dunlop. Trong khi đó thì theo một cái nguyên lý thông thường thì những chiếc xe hybrid người ta sẽ thường lắp một cái lốp êm ái hơn. Thì với cá nhân quan điểm của tôi thì chiếc xe này cứng cáp hơn, thiết kế với điều cái góc cạnh và đường nét châu Âu hơn so với thế hệ trước. Nó vẫn hơi có gì đó, nó hơi gù một chút. Và cụ thể thì chiều dài của chiếc xe này đã được lớn hơn so với thế hệ cũ, cũng như là trục cơ sở cũng được nới ra. Tuy nhiên thì sẽ là những ai thích một chiếc xe gọi là 5 cộng 2 trên CR-V thì sẽ không xuất hiện trên bản Hybrid, mà thay vào đó là chỉ có 3 phiên bản G, L1 cầu và L2 cầu cấu hình 7 chỗ. Còn phiên bản Hybrid này nói như gọi là chia sẻ của các kỹ sư Honda, họ chia sẻ rằng là họ mong muốn một bản xe thể thao sẽ bớt đi 2 chỗ ngồi, như vậy thì giảm cái trọng lượng tải của xe để tăng cái gọi là cảm giác lái phấn khích thể thao hơn. Đây mọi người có thể thấy cái phần gương chiếu hậu, vị trí đặt nó đã đặt lùi về cánh cửa thay vì chân cột A như trước đây. Cái tầm quan sát khi mà bạn ngồi trong khoang lái nó sẽ lớn hơn và điểm mù nó sẽ ít xuất hiện hơn so với bản cũ. Đây là phần hậu của chiếc CR-V RS EHEV phiên bản Hybrid. Và với mọi người có thể quan sát, và với cá nhân tôi thì đây là cái phần tôi được đánh giá là đẹp nhất trên chiếc xe này. Nó cứng cáp, nó thiết kế khoáng đạt thể thao với cụm đèn hình chữ L vẫn gọi là chắp bút từ thế hệ cũ, tuy nhiên đã cách điệu hơn rất nhiều và đẹp hơn rất nhiều. Có đuôi cá này, đèn báo phanh trên cao, gạt mưa nếu mà đẩy lên này sẽ đẹp hơn. Có đá cốp này thì có các cái cách mở cốp điện này, thì đá cốp này bấm ở vị trí ngồi lái này, bấm từ xa này, các cái cảm biến lùi và hệ thống cam lùi trong hệ thống cam 360. Honda Sensing là một công nghệ hỗ trợ lái an toàn mà Honda đang dần áp dụng phổ biến trên hầu hết các phiên bản mà hãng này đưa tới thị trường Việt Nam. Và ở đây Honda Sensing ở thế hệ 6 đã được nâng cấp và cải tiến rất nhiều. Cụ thể những cái tính năng hoạt động như thế nào thì trong phần trải nghiệm chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trải nghiệm. Thêm một chi tiết nữa mà cũng cần phải chia sẻ với các bạn, đó là CR-V mới hiện nay đã được lắp kính hai lớp ở kính lái và hai kính phía trước. Đây mọi người có thể lại gần thêm một chút. Cái kính hai lớp này có tác dụng là giảm âm, chống ồn, giảm cái triệt tiêu tiếng ồn từ bên ngoài dội vào trong khoang lái. Đây là một trong những gọi là cái công nghệ và những cái option mà trước đây chỉ xuất hiện trên xe sang thì bây giờ đã xuất hiện trên một chiếc xe phổ thông như Honda CR-V. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là trải nghiệm cái cảm giác đóng cửa.
những chiếc xe Honda thì họ luôn có một cái gọi là vị thế trong cái phân khúc, có thể giá luôn luôn cao hơn một chút so với đối thủ. Tuy nhiên họ rất là chỉn chu trong cái việc là hoàn thiện và làm các cái vật liệu. Mà với cá nhân tôi thì cũng đã trải nghiệm rất nhiều cái dòng xe Honda CR-V rồi, thì vẫn là một cái gì đó rất là ưng ý khi mà bước lên đóng cửa một chiếc xe. Bây giờ thì tôi đang ở trong khoang lái của CR-V 2024 phiên bản Hybrid, và chúng ta sẽ cùng khám phá không gian nội thất này. Và trước khi để nổ máy thì tôi có thấy là chiếc xe CR-V đời này đã có thêm tính năng là nhớ hai vị trí ghế cho người lái. Và các cái gọi là phần nhôm xước này nó hoàn thiện khá là đẹp, bóng bẩy. Nói chung là với những ai mà quan sát các cái dòng xe phổ thông thì vẫn luôn đánh giá một cái điểm rất tốt và ưu ái cho CR-V về độ hoàn thiện nội thất. Trước đầu tiên là về cảm quan và ánh nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động. Đó. Đấy, hiện tại thì do cái pin nó đang yếu nên là cái động cơ xăng nó đang phải truyền nạp cái năng lượng cho pin, nó thông qua một cái motor nhỏ. Nói về hệ thống truyền động hybrid trên chiếc xe thì lát nữa chúng ta sẽ cùng ra ngắm khoang máy. Tuy nhiên nó sẽ bao gồm là một động cơ xăng 2.0 và hai motor. Một motor nhỏ thì có tác dụng là nạp sạc cho cái pin đặt ở phía sau, và một motor lớn hơn là làm nhiệm vụ truyền động. Bây giờ chúng ta sẽ thấy này, Honda Sensing này, màn hình HUD này, màn hình kỹ thuật số sau vô lăng 10 inch gì đó. Và đây là màn hình trung tâm giải trí khoảng 9 inch và cảm ứng. Đây là một chiếc xe hybrid nên là tôi quan tâm rất nhiều về cái dòng năng lượng. Đây, chúng ta có thể thấy này. Hiện tại thì đang dùng hoàn toàn nuôi trên chiếc xe hoạt động là pin này. Pin hiển thị ở pin đây. Có các chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Với chế độ Sport thì cũng không phải phiên bản nào của CR-V cũng có, chỉ có phiên bản, một vài phiên bản cao cấp thì mới có. Phiên bản G hình như tôi nhớ là không có đâu. Đây, chúng ta sẽ cùng ngắm qua một chút về gọi là độ hoàn thiện. Nó khá là đẹp và thực sự là nó xuất sắc hơn đời cũ rất nhiều. Đây, mọi người có thể nhìn này. Cái dàn điều hòa này nó không có cái sự gọi là phân tách từng ô từng khoang một, và nó chỉ là một cái lưới tổ ong dạng trải dài trên cái táp lô, và với các cái cần gạt thế này cũng rất là xinh và trông nó khá là tinh tế. Ngoài cái màn hình cảm ứng này thì phía dưới này vẫn có các cái phím vật lý và xoay này, tích 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 tích, nó cũng khá là vui tai và nó trông nó xịn và hiện đại. Các cái độ hoàn thiện này, mọi người có lẽ sẽ đồng tình với tôi về việc so sánh những cái chiếc xe cùng phân khúc C thì CR-V vẫn có một cái điểm rất cao về độ hoàn thiện từ vô lăng hay các cái phần nhựa bóng này. Ở đây có sạc không dây, vẫn có cổng USB, cổng Type-C, đây lắp tẩu ở đây. Và mọi người có thể thấy này, có brake hold, phanh điện tử, hỗ trợ đổ đèo và nút B. Nút B thì chúng ta có thể hình dung là chúng ta đi với những chiếc xe thông thường, chúng ta có thể đi đèo, đi núi, khi mình đổ đèo thì để tránh cái việc là phải phanh nhiều dẫn đến bó phanh, thì trong cái xe hybrid này, nút B nó còn một cái tính năng nữa là làm cho gọi là cái hệ thống phanh tái sinh mình tự điều chỉnh bằng các cái tăng việc lấy chuyển số trên vô lăng cộng trừ này, thì càng gần như bạn gần như không phải dùng đến phanh, và mỗi khi không phanh mà nó gửi máy thì nó lại nạp trở lại cho pin, như thế nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Và giữa hai người lái và hành khách phía trước thì có một cái bệ tì tay với hộc rất là lớn, để chỗ này để điện thoại, để hộc để nước. Nói chung là họ, những chiếc xe của châu Á họ thiết kế rất là thực dụng, rất là tối ưu về khoang diện tích. Gương chiếu hậu chống chói tự động, đây hộc để kính. Đây, có một cái cũng rất là hay, có lẽ lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên một chiếc xe ô tô, tức là cái phần này là hộc để kính. Tuy nhiên họ đã làm thêm một cái vòng này, có gọi là gương, tráng gương để có thể nhìn thêm một chút. Ví dụ chúng ta không dùng cái gương này, không dùng cái gương bên này, thì ta có thể dùng gương ở giữa. Cũng rất là hay, tiện dụng, và mình không phải với, không phải mất tập trung. Đây mọi người có thể, từ góc này mọi người thể nhìn đây, cái cánh cửa của CR-V có một cái độ mở rất lớn. Bình thường những chiếc xe thông thường nó chỉ mở khoảng như thế này, khoảng đâu đó 70-80 độ, nhưng thậm chí chiếc xe này gần 90 độ, gần như vuông góc luôn.
rất là rộng, rất là tạo cái không gian ra vào rất là thuận tiện. Và bây giờ thì tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của CRV. Đây, có một cái bệ tì tay khá là lớn. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ có hai cái hộc để nước ở đây. Và nó thiết kế nó không được gọi là đẹp cho lắm. Ví dụ như ở đây nó thêm, mình đẩy thêm một cái ngăn được nữa để được cái đồ, để được điện thoại hay để ví tiền chẳng hạn, ví dụ cho chủ nhân, thì nó hợp lý hơn. Còn khi mà ngồi 4 người thì ta sẽ mới hạ được bệ tì tay, còn ngồi 5 người thì bệ tì tay không hạ được. Tuy nhiên có một cái việc nữa là chiếc xe này có một cái độ ngả ghế rất tốt ở trong phân khúc. Đây, mọi người hình dung nhé, đây là vị trí thông thường. Bây giờ đây là độ ngả hết này, đây là độ ngả thông thường, mọi người có thể hình dung này, ngồi cực kỳ thoải mái. Những chuyến hành trình xa, bệ tì tay bạn hạ xuống như thế này thì cực kỳ thoải mái. Đó là một điểm cộng trên Honda CR-V. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra phía sau cốp của một chiếc xe cấu hình gọi là 5+2, nhưng bây giờ chỉ có 5 chỗ, thì cái phần 2 chỗ và phần cốp xe dư ra nó sẽ rộng như thế nào. Bây giờ mọi người hãy cùng cái khám phá cái cốp rộng gọi là thênh thang của Honda CR-V Hybrid. Đó, tôi vừa mở cửa bằng một cú lắc của chân và mọi người có thể tiến lại gần để xem. Và đâu là lý do chiếc xe này chỉ có cấu hình 5 chỗ mà không phải 5+2? Thì phía dưới này, với hình ảnh này thì chúng ta cũng hoàn toàn biết là sẽ không có một chiếc lốp dự phòng nào cả, mà thay vào đó là một bộ bơm hơi. Và vì sao cái phần gọi là cộng 2 không đặt ở đây? Đó là một cái tấm pin lithium ion. Đây, mọi người thấy chiếc pin này được sạc bằng nạp bằng một motor nhỏ, được cung cấp năng lượng bởi động cơ xăng 2.0. Và theo chia sẻ của các kỹ sư Honda thì gần như là cái động cơ xăng nó rất ít hoạt động trong quá trình sử dụng của Honda CR-V. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lên phía trước, mở nắp capo lên để xem cái động cơ xăng và hai cái motor điện nó được sắp đặt như thế nào trong khoang lái của Honda CR-V Hybrid. Đây là khoang động cơ của Honda CR-V phiên bản Hybrid với động cơ xăng 2.0 và hai motor điện. Một motor điện nhỏ đóng vai trò sẽ là sạc pin cho hệ thống pin phía sau, và một motor đóng vai trò truyền động tới các bánh xe khi mà hoạt động bằng điện. Thì động cơ xăng có thể sản sinh công suất cực đại đến tới 146 mã lực ở vòng tua 6.100 vòng trên phút và 181 mã lực ở vòng tua 4.500 vòng trên phút. Khi cả động cơ đốt trong và motor hybrid cùng kết hợp sẽ sản sinh công suất cực đại lên tới 204 mã lực, tức là mạnh nhất phân khúc C nếu chúng ta cùng so sánh với ba chiếc xe còn lại là Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory. Như vậy chúng ta vừa có phần tìm hiểu về nội thất, ngoại thất, hệ thống chuyển động trên Honda CR-V Hybrid. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới phần trải nghiệm để tìm hiểu vì sao khi mà đi trong phố, chiếc xe này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe tay ga bánh lớn một chút. Và sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Đó, mọi người thấy cái khởi động mà bằng điện nó rất là êm ái và nhẹ nhàng. Những ai không quen dùng xe gọi là xe hybrid hay xe điện thì sẽ khó cảm nhận được tiếng máy nổ gọi là khởi động hay chưa. Và vì bây giờ cái hệ thống pin nó đang thấp nên là cái động cơ xăng vẫn phải phát qua một cái motor điện để nạp cho cái hệ thống pin lithium. Đây, mọi người có thể nhìn cái đồ họa, cái dòng năng lượng nó sẽ chạy như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là trải nghiệm và kiểm tra cái độ nét trên cái cam 360. Và khi mở tốc độ thấp khoảng dưới 25 cây thì cam 360 sẽ kích hoạt và bạn chỉ cần chọn các cái góc nhìn đây, từ cái cần lẫy bên phải phía sau vô lăng đây, góc này, góc rộng này, góc hai bên này và thoát ra này. Còn đây là lens watch. Lens watch là một tính năng nhìn bên phải, nó sẽ mờ hơn, nó chất lượng cam nó sẽ không được tốt bằng chất lượng cam view cam 360. Nó sẽ không bằng những chiếc xe gọi là Trung Quốc họ lắp. Đó. Khi có cảnh báo thì cam 360 nó sẽ hoạt động, nó rất là nét. Tôi đánh giá cao cái màn hình cam 360 trên Honda CR-V. Khi mà mình cần đạp ga thêm thì cái động cơ xăng 2.0 với chu trình Atkinson sẽ hoạt động và nạp
cho truyền động tới cầu trước, đây là xe dẫn động cầu trước. Khi mà đã đủ thì thậm chí gần như là thấy cái động cơ xăng này nó sẽ không hoạt động, nó gần như chỉ là có pin truyền cái năng lượng bằng một cái motor lớn, motor mà có cái moment xoắn lên tới 335 Nm, họ đang truyền vào cái cầu trước đây, cái dòng năng lượng nó đang đi lên đây. Bây giờ tôi thử phanh này, phanh bạn thấy không, tất cả cái năng lượng nó sẽ phanh tái sinh, nó hồi lại, nó sạc lại cho pin. Như vậy thì đó là lý do mà tại sao trong phố chúng ta đi cái đường cao điểm càng phanh nhiều, càng đi tốc độ chậm, nó lại rất tiết kiệm nhiên liệu và nó cứ sạc lại cho pin. Đây, tôi đẩy tốc độ lên, đẩy tốc độ lên. Thì kể cả pin và motor điện sẽ nạp năng lượng cho truyền động tới cầu trước bên cạnh động cơ xăng. Nhưng mà chúng ta dừng đạp ga, ngay lập tức thì động cơ xăng nó sẽ ngừng hoạt động và nó phanh tái sinh, nó hồi lại cho pin ở kính lái, kính hai lớp cho kính cửa người lái phía, hành khách phía trước và người lái. Thì với cá nhân tôi thì tôi đánh giá là chiếc xe này nó cũng đã bớt ồn hơn so với thế hệ trước. Thế hệ trước một CR-V thiết kế rất tốt, rất chỉn chu, tuy nhiên nó vẫn ồn. Đến bây giờ thì cái độ ồn nó được gọi là triệt tiêu đi một chút rồi. Vì đây là hoạt động mà cái giải nó lớn, từ tốc độ thấp đến tốc độ cao, chúng ta sẽ đi Honda Sensing trong phố với theo bám theo xe phía trước, và chúng tôi sẽ chọn một chiếc xe màu trắng phía trước đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi theo và màn hình nó hiển thị rất là rõ. Ví dụ như tôi đang để là 31 cây, nhưng mà chiếc xe phía trước nó đi tốc độ cao thì nó sẽ bám lên. Đây, khi phanh thì màn hình nó cũng hiển thị luôn là phanh này, để cho xe phía sau phía trước biết. Đó. Và các bạn có thể gia tăng khoảng cách gần xa đối với chiếc xe phía trước mà mình định bám theo. Nó có 4 mức và hiện tại tôi đang dùng mức 2, mức 1. Đó, đang bám theo chiếc xe phía trước. Thậm chí cái màn hình phía sau vô lăng nó đồ họa, nó hiển thị cả các phương tiện rất là rõ nét, xe 2 bánh, xe 4 bánh và đồ họa gần như là chính xác. Đó là cái sự cải tiến rất rõ rệt về cái giao diện, về cái hiển thị của Honda CR-V thế hệ mới lần này. Và đấy, tôi thả chân này, tay này, nó sẽ phanh lại và báo cho cái phương tiện phía sau bám theo. Và chỉ một lát nữa thôi, khi mà chiếc xe phía trước khởi hành thì sẽ có một tiếng gọi là tích tích gì đó của hệ thống Honda Sensing báo phương tiện phía trước khởi hành và chiếc xe sẽ đi. Hiện tại thì tôi cũng không để vào chân gai bất kỳ chân phanh nào cả, và chiếc xe nó hoàn toàn đó, nó sẽ báo và chúng ta đạp ga một chút là chiếc xe sẽ đi. Tiếng tốp vừa rồi đó. Và bây giờ lại bám theo chiếc xe phía trước. Màn hình HUD hiển thị đang ở tốc độ là 29 cây, 30 cây. Đó, nó tùy theo cái giải tốc độ của xe phía trước, tùy theo cái khoảng cách cự ly. Bây giờ tôi sẽ chỉnh tốc độ nó gần hơn, chiếc xe sẽ lại gần hơn một chút. Còn nếu như bạn muốn hai chiếc xe cách xa nhau một chút thì ngay lập tức bạn điều khiển cái phần xa hơn và nó sẽ phanh lại một chút để chiếc xe nó, cái cự ly khoảng cách của hai chiếc xe nó sẽ xa nhau hơn. Đó là cái ưu việt của Honda Sensing. Tuy nhiên thì nó vẫn cũng chỉ là cái hệ thống hỗ trợ lái thôi, nên mọi người đừng phụ thuộc quá nhiều. Và với cá nhân tôi có một lời khuyên là những ai mà chưa dùng quen Honda Sensing thì cũng đừng quá tự tin và chủ quan để sử dụng, bởi đôi khi là gây những cái mình bị bất ngờ, thậm chí là mình nhầm lẫn giữa chân ga và chân phanh, lúc đó thì những cái rủi ro không đáng có sẽ xảy ra. Nên mọi người phải tìm hiểu thật kỹ về nguyên lý, về cơ chế hoạt động của Honda Sensing. Chuyển sang chế độ Sport. Đấy, chế độ Sport thì ngay cái giao diện nó sẽ đỏ hơn. Đỏ hơn này. Đấy, mọi người có thể thấy chỉ cần cái vô lăng của chúng ta dịch ra khỏi cái lane mà đang đi thì nó sẽ đánh trả ngược trở lại bằng các cái rung rung trên tay. Nếu như mà chúng ta không có chủ động bật xi nhan, ngay lập tức nó sẽ trả lại vô lăng. Thì cái nguyên lý hoạt động của Honda Sensing này, nếu như ai đã sử dụng những chiếc xe đời trước của Honda thì
đã cảm nhận được. Đời này thì tôi thấy nó ưu việt hơn, nó nhạy hơn. Chiếc xe vượt rất tốt bởi vì có động cơ điện, có motor điện, có hybrid, có mô men xoắn tức thì. Vừa rồi thì tôi chỉ cần lơ đánh một chút thì ngay lập tức vô lăng nó đã siết, nó là giằng lái lại về đúng cái len mà chiếc xe đang đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ số B và kết hợp cùng lẫy trên vô lăng để xem số B trên chiếc xe hybrid nó sẽ hoạt động như thế nào. Đó, bây giờ thì số B đang ở cái phần nó sẽ theo cái mật độ phanh tái sinh nặng hay nhẹ, lớn hay bé. Bạn có thể tăng bằng cách gạt vào cái lẫy trừ ở trên bên trái vô lăng, nhả ra là nó lại hồi về pin, gần pin gần đầy nữa. Tôi nghĩ chúng ta chỉ chạy khoảng 5-7 cây nữa là pin nó sẽ đầy với cái cách chạy như thế này. Đấy, và muốn giảm cái mật độ phanh tái sinh thì chúng ta cộng với lẫy cộng đây. Đấy, mọi người có thể thấy gần như động cơ xăng nó không hoạt động, dù giải tấp tốc hay giải tốc cao, chỉ có pin và motor điện chuyển động đến cầu trước. Trong quá trình trải nghiệm chiếc xe này thì tôi thấy có một cái cảnh báo cũng khá là trực quan. Đối với cảnh báo va chạm phía trước, ngoài cái việc hiển thị cảnh báo vàng trên màn hình phía sau vô lăng thì ngay cả trên màn hình HUD nó cũng cảnh báo như thế. Tức là có hai cái cảnh báo cùng một lúc làm cho thị giác của người lái xe phải tập trung hơn gấp đôi. Như vậy thì cái việc giảm thiểu rủi ro va chạm nó sẽ được tăng lên. Đó là những cái trải nghiệm rất nhanh thôi của Auto Express VN về Honda CRV phiên bản Hybrid có giá 1.259.000.000. Đắt nhất trong phân khúc C, nhưng mà với cá nhân tôi, đắt sắt ra miếng, có những tính năng, có những trang bị và có những cái trải nghiệm lái nó khác biệt và nó tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các đối thủ. Thì những chia sẻ của Auto Express VN hy vọng được nhận thêm những đóng góp của quý vị và các bạn để chúng tôi dần hoàn thiện và có thêm những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi cùng Auto Express VN. Và đừng quên like, subscribe kênh của chúng tôi để ủng hộ team Auto Express VN. Xin chào và hẹn gặp lại.